Bán gì không đụng hàng, ý tưởng kinh doanh ít vốn mà lãi nhiều. Bạn là một người đam mê kinh doanh, bạn đang có một số vốn nhưng không muốn gửi ngân hàng lấy lãi mà muốn đầu tư kinh doanh để kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Nếu vậy thì sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn ý tưởng kinh doanh độc đáo mới lạ. Chỉ với một số vốn nho nhỏ là bạn đã có thể triển khai kinh doanh. Hãy cùng tìm hiểu xem bán gì không đụng hàng nhé. Tại sao nên lựa chọn bán những mặt hàng độc đáo? Muốn kinh doanh một sản phẩm thành công thì bắt buộc bạn phải đáp ứng nhu cầu của thị trường. Một lĩnh vực mà nguồn cung lớn hơn cầu thì rất khó để bạn có thể bước chân vào. Tuy nhiên, khi bạn sở hữu một sản phẩm độc đáo, phù hợp với xu hướng người tiêu dùng thì giống như là bạn tạo ra một thị trường mới và ở đó chẳng có ai cạnh tranh với bạn. Cầu lúc này sẽ lớn hơn cung và bạn có thể thoải mái khai thác và kiếm lời. Một số ưu điểm khi kinh doanh không đụng hàng: ít đối thủ cạnh tranh. Với một sân chơi có ít đối thủ thì tỷ lệ thành công của bạn chắc chắn sẽ cao hơn. Sẽ không có nhiều ông lớn trong ngành, vì vậy bạn không phải sợ họ áp dụng chiến lược dùng tiền tiêu diệt bạn. Một cách mà được rất nhiều doanh nghiệp lớn sử dụng để khai trừ các startup tiềm năng. Tỷ suất lợi nhuận cao. Với việc là một trong những người đi tiên phong thì bạn có thể sẽ dễ dàng hướng thị trường theo ý của bạn. Sân chơi này do bạn điều chỉnh chất lượng, mức giá, từ đó có thể kiếm được những lợi ích cho doanh nghiệp. Tập trung định hình được sản phẩm cụ thể. Khi lựa chọn được một sản phẩm độc đáo, bạn có thể tập trung và phát triển sản phẩm đó. Bạn không cần phải dàn trải nguồn lực phát triển nhiều sản phẩm, nhưng lại không chắc có thể cạnh tranh lại với các đối thủ khác. Tuy nhiên, nếu lựa chọn thị trường ngách, bạn cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Một số nhược điểm có thể kể đến như: thị trường không chấp nhận sản phẩm của bạn. Một lĩnh vực quá mới đồng nghĩa với việc chưa chắc tại thời điểm hiện tại sản phẩm đó phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Ví dụ như nếu 50 năm trước bạn bắt đầu mở cửa hàng ô tô thì đó là một ý tưởng kinh doanh không đụng hàng. Tuy nhiên, với tình hình kinh tế khi đó tại nước ta thì lĩnh vực xe hơi rất khó phát triển. Mãi đến vài năm trở lại đây thì nhu cầu mua ô tô của người dân mới bắt đầu tăng cao. Chính vì thế, cần phải khảo sát nhu cầu của thị trường, xem Customer Insight là gì, sau đó nhìn lại xem ý tưởng có khả thi hay không rồi mới nên thực hiện. Không có kinh nghiệm từ người đi trước, bạn sẽ vấp phải những sai lầm không đáng có. Với việc lựa chọn ý tưởng kinh doanh độc đáo mới lạ thì bạn sẽ là người tự mình thực hiện chiến lược và kiểm tra kết quả. Còn đối với những thị trường đã có nhiều người tham gia, bạn có thể học hỏi kinh nghiệm, quan sát cách họ vận hành cửa hàng để rút được những kinh nghiệm quản lý, từ đó tối giản được những sai sót không đáng xảy ra. Bán gì không đụng hàng? Các kiến thức cần phải biết trước khi bắt đầu kinh doanh. Kinh doanh và khởi nghiệp không phải là một sớm một chiều có thể thành công, mà nó là cả một quá trình đòi hỏi sự cố gắng của bạn. Trên con đường chinh phục giấc mơ, chắc chắn sẽ có rất nhiều chông gai, thử thách đòi hỏi bạn phải vượt qua. Vì thế, nếu bạn trang bị cho bản thân đầy đủ những kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng cần thiết thì tỷ lệ thành công khi kinh doanh độc lạ sẽ cao hơn. Muốn thành công, hãy học kỹ năng quản lý. Quản lý ở đây được chia ra làm nhiều khía cạnh khác nhau. Quản lý bản thân. Ở khía cạnh này, bạn cần trang bị những kỹ năng như quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp và đàm phán, kỹ năng tiếp nhận kiến thức mới và sẵn sàng học hỏi. Rèn luyện tính sáng tạo cho bản thân. Có rất nhiều người bị thiếu sót những điều trên nên khi gặp vấn đề không biết nên giải quyết như thế nào, khó càng thêm khó. Quản lý, vận hành cửa hàng. Khi kinh doanh, bạn sẽ không làm việc một mình mà là cả một tập thể. Vì thế bạn phải biết cách điều phối công việc của mọi người để mỗi người có thể làm việc đạt hiệu suất cao nhất. Hơn nữa, nếu không biết cách quản lý cửa hàng thì dù bạn có bán hàng tốt đến đâu đi nữa thì hao hụt trong quá trình kinh doanh là điều khó tránh khỏi. Muốn kinh doanh sản phẩm độc lạ thành công, hãy học cách kiềm chế cảm xúc. Có thể nói cảm xúc là kẻ thù lớn nhất của thành công. Trong quá trình kinh doanh sẽ có rất nhiều điều ngoài mong muốn xảy đến với bạn. Người thành công là người biết kiềm chế cảm xúc của bản thân, tránh lúc không tỉnh táo đưa ra những quyết định sai lầm, dẫn đến ý tưởng kinh doanh độc đáo mới lạ của bạn đổ bể. Có thể bạn chưa có kinh nghiệm nhưng hãy học hỏi chúng từ những người đi trước. Mặc dù nhiều người có kinh nghiệm chưa chắc đã đạt được điều họ muốn, nhưng người có ít kinh nghiệm chưa chắc đã thất bại. Nhưng đây là một yếu tố rất cần thiết khi khởi nghiệp kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh sản phẩm độc lạ. Khi có nhiều kiến thức và kinh nghiệm,
sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm cơ bản không đáng có, giải quyết được vấn đề nhanh chóng, từ đó tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành những kế hoạch khó khăn hơn. Những ý tưởng giúp bạn kinh doanh không đụng hàng. Bán đồ tự thiết kế. Đây được xem là ý tưởng kinh doanh độc lạ có tỷ suất sinh lời cực kỳ lớn. Những mặt hàng tự thiết kế hay đồ handmade rất đa dạng. Bạn không phải lo lắng bán gì không đụng hàng nữa. Bạn có thể thiết kế các mẫu quần áo thời trang, đồ trang sức, phụ kiện trang trí, tùy thuộc vào sở thích và độ khéo tay. Sản phẩm càng độc đáo, đẹp mắt thì càng được khách hàng đón nhận một cách dễ dàng. Và tất nhiên, đồ handmade sẽ không có một cái giá cố định. Chúng hoàn toàn phụ thuộc vào độ độc đáo của sản phẩm, sự tinh tế, giới hạn số lượng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Những món đồ tự thiết kế thường có giá cao hơn những sản phẩm bình thường. Nếu sản phẩm của bạn đáp ứng được các tiêu chí trên, bạn có thể niêm yết giá cao hơn bình thường 3-4 lần. Nhưng khách hàng vẫn xếp hàng dài với mong muốn sở hữu những món đồ độc đáo này. Chất liệu để làm những sản phẩm thủ công này cũng không quá đắt. Vì thế khi giá vốn hàng bán thấp, doanh thu cao hơn thì lợi nhuận gộp của bạn chắc chắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu bạn là một người có khả năng sáng tạo và khéo léo thì đừng bỏ qua ngành này. Đây là xu hướng kinh doanh không đụng hàng tại hiện tại và tương lai. Nhận thiết kế chữ ký. Đây cũng là một ngành nghề thiên về sự sáng tạo giống như bán đồ handmade. Có rất nhiều người nghĩ rằng đây là một mô hình kinh doanh không tiềm năng vì lượng người quan tâm rất ít. Tuy nhiên, khi nhìn vào những số liệu thống kê thì hoàn toàn ngược lại. Mỗi năm có rất nhiều người sử dụng đến dịch vụ thiết kế chữ ký, đặc biệt là những người buôn bán, doanh nhân. Họ thường mong muốn sở hữu một mẫu chữ ký đẹp, thể hiện được đẳng cấp của họ. Hơn nữa, khi kinh doanh, người ta rất chú trọng vào phong thủy nên muốn tìm kiếm những nét bút hợp với mệnh của họ. Chính vì thế mà đây là một thị trường không hề nhỏ. Nếu bạn thực sự có khả năng sáng tạo và có kiến thức về phong thủy, thì những mặt hàng bạn tạo ra chắc chắn sẽ giúp bạn kiếm không ít tiền. Vì thế, đừng bỏ qua ý tưởng kinh doanh độc đáo mới lạ này nhé! Mở cửa hàng bán những món ăn từ côn trùng. Có thể đây là một ý tưởng hết sức điên rồ đối với một số người, nhưng đó đều nằm trong suy nghĩ của họ. Theo số liệu thống kê thì lượng người sử dụng thức ăn làm từ côn trùng là rất lớn. Chúng đều là những món có hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ cao, giá thành lại phù hợp với túi tiền người tiêu dùng. Một số món ăn được ưa chuộng chế biến từ côn trùng có thể kể đến như bọ cạp 25.000 đồng một con, tắc kè 90.000 đồng một con, nhộng tằm 50-100.000 đồng một lạng. Nếu bạn đang không biết bán gì, không đụng hàng thì có thể tham khảo mô hình kinh doanh này. Nếu biết cách quản lý và vận hành thì lợi nhuận mang lại không hề nhỏ. Bán đồ ăn vào ban đêm. Bán đồ ăn vào ban đêm là một mặt hàng cực kỳ tiềm năng. Nó có thể đem lại một nguồn lợi nhuận khổng lồ nếu bạn biết cách khai thác. Với thực trạng hiện nay, rất nhiều người phải làm việc, lao động vào ban đêm. Vì thế họ cũng cần đồ ăn để nạp đủ dưỡng chất cho cơ thể. Tuy nhiên, hiện tại thì có khá ít người khai thác lĩnh vực bán đồ ăn đêm nên còn rất nhiều tiềm năng. Bởi vậy, nếu bạn không biết bán gì không đụng hàng thì nên thử ý tưởng này. Nó có thể mang lại nguồn thu khá ổn định. Các món ăn thường được mọi người sử dụng vào thời điểm này có thể kể đến như phở, hủ tiếu, các loại bún nước, bánh mì, gà rán, khoai tây chiên, cơm sườn. Bạn có thể kết hợp với các ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến như Now, GrabFood, Baemin, Gojek để dễ dàng mang đồ ăn đến với những ai có nhu cầu. Quý vị và các bạn vừa được nghe bán gì không đụng hàng, ý tưởng kinh doanh ít vốn mà lãi nhiều. Quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới video để chuyên gia của chúng tôi giải đáp, like và chia sẻ nếu thấy hay. Và đừng quên đăng ký kênh Tài chính Kinh doanh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.